lợi ích của tổ yến tê hầm là gì? Khi tôi mở WeChat vào sáng sớm nay, một người bạn gửi đến một giọng nói, tổ yến tê hầm có lợi ích gì? Lúc đó người biên tập nghĩ, điều mà bạn Yến này muốn hỏi là lợi ích của việc ăn tổ yến tê hầm hay ăn tổ yến tươi có tác dụng gì? Sau khi nói chuyện với người bạn làm yến này, ban đầu tôi muốn hỏi về ưu điểm của tổ yến tê hầm. Đó là so với các sản phẩm khác, đó là ưu điểm của tổ yến tê hầm. Sau khi trả lời câu hỏi này, người biên tập cảm thấy cần thiết phải viết điểm kiến thức này thành một bài báo để chia sẻ. một Lợi ích của tổ yến tê hầm ưu điểm A à, so với việc ăn tổ yến, ưu điểm của tổ yến tê hầm là tiện lợi và nhanh chóng, theo truyền thống, ăn tổ yến cần ngâm, nhặt và làm sạch trước. 4. 5 tiếng mới ăn được. Rất khó để ăn một bát yến xào vài len. Về vấn đề này, tổ yến tê hầm cũng giống như tổ yến ăn liền, khi mở ra có thể ăn, tối đa có thể đun cùng với một số loại thực phẩm bổ sung có thể nói là rất tiện lợi b so với yến xào ăn liền yến xào chưng tê hơi tươi yến xào chưng sẵn thường được đóng hộp sản xuất hàng loạt tại các nhà máy sau đó được đặt tại các cửa hàng hoặc các sàn thương mại điện tử trực tuyến sau khi chúng tôi mua hàng chúng tôi sẽ gửi cho chúng tôi bằng đường chuyển phát nhanh hơn nữa từ sản xuất đến tiêu thụ phải mất hàng chục ngày đến vài tháng tuy có nhiều loại yến xào chưng liền không được bổ sung nhưng thời gian già đi của yến xào chưng liền không tốt bằng của tổ yến tê hầm sự khác biệt 2. Công dụng tác dụng của tổ yến tê hầm. Đây là câu trả lời tương tự như tác dụng của tổ yến trang web cổng thông tin yến xào đã có nhiều bài viết về tác dụng của tổ yến. Sách Materia Medica con xin ghi tổ yến, dưỡng âm bổ phổi, hóa đờm và ngưng ho, bổ phế, là thần dược điều hòa các chứng lao thiếu. Tất cả các bệnh không thể khỏi do thiếu hụt phổi đều có thể chữa khỏi bằng phương pháp này. Materia Medica Renew ghi tiếp thêm sinh lực dưỡng phổi và dưỡng âm chữa cơ thể suy nhược, ho, ho ra máu, nôn ra máu, dáng hỏa trở lại như ban đầu, làm ẩm ruột và ăn ngon miệng, Ben Trinh Phân Duen ghi lại tổ yến ngọt và phẳng. Nó có thể làm cho vàng và nước tái tạo thận khí có thể nuôi dưỡng phổi, và làm dịu dạ dày. Nó là thực phẩm ngoan ngoãn nhất trong các loại thực phẩm. Thuốc nam không được chấp nhận, kê đơn rất tiếc, ngày nay dân gian dùng để bồi bổ mệt mỏi, ho khạc đờm đỏ, nấu với đường phèn thường có tác dụng. Tuy nhiên, lời khuyên cho những ai đang ở giai đoạn đầu của bệnh, nếu âm hòa nhiều, khí huyết chạy ngược ti vô dụng nhưng với tính chất mềm yếu, không có tính kiên trì, sách kiêng kỵ thực phẩm ghi yến sao bổ dương. Dưỡng khí, hòa vị khai vị, bổ tinh và dưỡng tủy, dưỡng phổi, chữa tiêu chảy mãn tính, tiêu đờm, tiết nước bọt, sách bổ sung cho Compendium of Materia Medica ghi tổ yến bổ âm dưỡng phổi, làm long đờm, giảm ho, bổ phế, là thần dược điều hòa suy nhược, mệt mỏi. Tất cả các bệnh không thể loại bỏ do thiếu hụt phổi có thể được chữa khỏi bằng cách này, Lục Sát Tinh Trung phẩm ghi. Tổ yến vào phổi giải uất, vào thận sinh thủy, vào dạ dày để dưỡng sinh, dưỡng âm mà không gây khô, dưỡng ẩm không ứ trệ, là vị thuốc thanh nhiệt lợi thủy nhất trong. Thuốc, vì vậy rất khó để nhập đá thuốc vì lãng phí gắng sức và nó thường có hiệu quả vì điều này. Tuy nhiên, hỏa hoạn thì nên dùng thuốc nặng, nghĩ là cứu, không coi nhẹ là nền tảng giúp già và cứu sống tai qua nạn khỏi, Materia Medica ghi tổ yến ngọt và phẳng. Dưỡng âm bổ phổi, hóa đờm và hết ho. Bổ sung và làm sạch nó là liều thuốc thánh để điều hòa sự lãng phí. Không thể khỏi tất cả các bệnh do phổi thiếu hụt. Nó có thể được chữa khỏi với điều này, sách y dược lâm dược ghi, vị ngọt của yến sao bổ tì vị, dưỡng phổi, bổ gan, vị mặn có thể dưỡng tim. Thúc đẩy tuần hoàn máu, bổ thận, thanh nhiệt đặc biệt có tính dính. Dưỡng kiệt và giảm tiết nước bọt có đờm sau khi petrol nôn ra, có tinh dịch tụ lại, tâm tư chú ý tới, như vậy có thể bù đắp hao phí, cui zin ben cao su lu ghi, nhưng trước khi suy nhược mệt mỏi, âm dương chưa lệch, thường dùng các sản phẩm như yến xào và các vị thuốc bổ bình thường khác, dưỡng âm dưỡng phổi, hoặc có thể bồi bổ âm khí tăng cường dương khí, sẽ không dẫn đến sinh trường hòa ăn khí, so với chân doen li yin gui là tỳ vị, dạ dày, làm sao có thể nói là cùng năm tháng, từ điển trung y vị, yến xào bổ khí, hòa vị, dưỡng phổi, khai vị, hóa đờm, giảm ho, bổ tinh, dưỡng tủy, ích tinh, nội kinh điển tổng hợp kiểm nghiệm đơn thuốc hiệu nghiệm trị bệnh sốt rét do tuổi già. Bệnh sốt rét kinh niên, bệnh sốt rét ở trẻ nhỏ đơn thuốc trước khi sinh, tổ yến 3 tiền, đường phèn nửa tiền, ngày ăn vài bữa, công thức trị ho có đờm và hen xuyễn trong ôn tang di toa, một quả lê chiêu bai, bỏ tim, cho một đô la vào tổ yến, trước tiên ngâm trong nước sôi, sau đó cho một đô la đường phèn vào hấp chín. Uống mỗi sáng mà không bị gián đoạn, thuốc bổ từ Compendium of Material Medica chữa đau bụng. Nôn mửa lâu ngày, uống vào sữa và ăn thêm yến xào, cứu biển đắng chữa kết lị, bạch yến 2 đô la, đan sâm 4 chỉ nước bảy phút cho canh vào ninh nhử ăn dần lĩnh nam trích quái công thức trị đờm tổ yến trắng hấp với lê và đường phèn để chữa đờm